Hello, đây là một cái cuộn quạt và mình đã tháo ở đây ra. Giả sử bây giờ các bạn có một cuộn quạt không có sơ đồ và cũng không căn cứ được theo màu dây thì các bạn làm như thế nào? Các bạn chỉ cần một bóng điện như thế này thôi. Nếu như bạn không có đồng hồ, tất nhiên. Đầu tiên á, mình sẽ lấy một sợi dây này, nó có nhíp gắp đồng đầu, còn bạn không cần, không có thì bạn lấy sợi dây trần thôi. Và mình sẽ kẹp một đầu nó vào bóng điện như thế này. Mình để cái này nó cho thật xa xôi ra và mình sẽ để ở đây, bóng điện ở đây. Các bạn hãy nhìn vào bóng điện. Đầu dây còn lại của bóng điện mình sẽ nối vào bất kỳ một sợi dây nào ở trên đây. Giả sử như cái cuộn quạt này có 6 dây, bạn thấy đâu? 6 dây. Thực tế là nó có 5 dây thôi nhưng mà mình làm 6 dây. Đấu một đầu dây bóng điện vào đây và bất kỳ sợi đầu nào. Được chưa? Bây giờ mình cắm thử bóng vào điện lưới để so sánh. Vì bóng này là bóng 220 mà. Đấy. Bạn hãy nhìn cái màu sáng của nó để so sánh. Bây giờ mình làm lại nhé. Đấu một đầu dây này. Bạn chạm đảo sang cái sợi dài này hơn. Nó tóm lại là bạn cứ đấu bất kỳ. Chưa? Sau đó bạn cắm một đầu vào đây. Chưa? Sau đó đầu còn lại của cái sợi dây này này, bạn cắm ở bên cạnh. Ở đây được bọc điện rồi nên không sợ. Bây giờ mình sẽ dí như thế này. Mình sẽ dí như thế này. Đấy. Và bạn hãy tìm cho mình cái sợi nào tối nhất, cái sợi nào sáng nhất. Thì bạn nhìn thấy không? Bạn hãy so sánh. Ở đây là tối nhất, chính là hai cái dây vàng, cái này là tối nhất. Bạn hiểu không? Thì bạn sẽ lấy hai cái dây tối nhất này, vàng và đỏ này. Bạn nối cho mình ngay khẩn cấp vào hai cái đầu tụ như thế này. Chưa? Đây là tối nhất, hai dây sợi dây tối nhất. Tiếp theo bạn sẽ làm gì? Công việc tiếp theo của bạn là vẫn cũng từ cái bóng này. Khi đã bạn đã xác định hai đầu tụ, bạn sẽ nối nó vào một cái đầu của cột tụ để bắt bạn xác định dây thứ ba. Đây là cái dây từ bóng, bạn hiểu không? Bạn cắm thẳng vào điện. Cái dây còn lại của pha điện còn lại bạn cũng sẽ cắm thẳng vào điện như thế này, chưa? Rồi, bây giờ bạn sẽ đo tiếp tục. Bạn đo này. Sáng nhưng mà không phải là sáng sáng bằng điện lưới nha, sáng trưng mà không bằng điện lưới. Đây. Tất cả những cái này đều không sáng trưng bằng điện lưới bạn ạ. Đây điện lưới này. Sáng nhất nha. Bạn hãy so sánh xem cái cọc sáng nhất của bạn có sáng trưng bằng điện lưới không? Cái này hay cái này? Cái đen này có vẻ sáng hơn đúng không? Bây giờ bạn đấu trực tiếp vào đây. Cái này sáng nhất. Cái này sáng nhất của bạn cũng không bằng sáng bằng điện lưới. Bây giờ bạn phải làm lại. Bạn sẽ tháo cái đầu này ra và đảo nó sang phía bên này. Chưa? Bạn cắm trở lại. Bây giờ bạn sẽ đó tiếp tục. Sáng vừa, sáng vừa. Ui, sáng thế. Bây giờ bạn đo trực tiếp vào đây xem có sáng bằng điện lưới không. Sáng này. Ui, sáng thế. Sáng lắm. Sáng lắm lắm luôn. Cái này sáng nhất mà lại sáng ngang với cái này luôn. Cái này sáng ngang với cái này luôn. Ồ, thật là đơn giản quá đi. Nếu vậy thì cái dây này ta sẽ nối nó vào đây. Được chưa bạn? Bạn đã xác định được như thế này rồi. Còn có 3 cái sợi dây này là số 1, số 2 và số 3. Còn đây mình sẽ lấy một sợi dây điện để cho bạn xem. Bạn đã xác định được như thế này là đã gọi là thành công rồi. Bạn chỉ cần, bây giờ mình ví dụ bạn chỉ cần đấu một cái sợi dây điện vào đây và một cái
dây điện vào bất kỳ trong ba số này, số nào cũng được, đều chạy hết. Như thế này bạn cắm là ok. Mình sẽ lắp nó vào trong cái hệ thống này. Hello bạn, đây mình không kiếm được cái đít của nó luôn nên mình lắp tạm như thế này nhá. Nó vẫn quay bình thường như này, lắp tạm mà còn chưa có ốc nữa được. Bây giờ ở đây nha, mình sẽ đấu như thế sau. Mình sẽ lấy một cái bộ dây của nó đấu cho bạn dễ hiểu này. Đây bộ dây của công tắc này, điện 220 vào này, một đầu vào công tắc, một đầu vào ấy, vào thẳng quạt thì bạn đấu cái đầu vào thẳng quạt ở đây luôn bạn. Còn cái đầu công tắc thì bạn đấu vào ba cái sợi dây này, vào ba đây cho nó rõ ràng, rành mạch và cụ thể. Xong vậy ba cái sợi dây hàn này mình chưa có cắt nhé, cũng để tờ hơn vậy đây bạn nha. Cái này chưa có ốc, mình phải bóc tay cái mình đã vặn ốc quá đâu. Bạn nhìn thêm sao, bây giờ mình rút điện ra nha. Đấy nha, vẫn quay này, không quay nữa rồi. Tại cái đây này, đây vẫn quay nha. Bật này, đây điện đó đấy, bật số này đấy, số mạnh quay mạnh, số yếu quay yếu. Đấy, ba đủ ba số, số tắt này, số yếu này, số mạnh này. Nó tóm lại bạn xem cái nào mạnh nhất rồi bạn đảo ở đây, vì cái quạt nó đang quay như thế này mới đúng này. Là nó đang hút, nó đang đẩy gió về đằng trước, cái này nó đang quay như thế này. Quan sát lại nha, mình cắm lại cho bạn xem này. Thấy chưa? Ok.